Xin chào các bạn. Bữa nay mình vô cái thử máy mới các bạn ơi. Máy mới mua Samsung A71 các bạn. Giờ mình sẽ thử máy mới. Xem tiếng có nghe có lớn hay nhỏ. Và quay video có nét hay không? Có rõ hay không? Mời các bạn cùng xem video mình và comment bên dưới cho ý kiến các bạn. Đây, như người ta nói máy này siêu trong rung luôn các bạn ơi. Không biết trong cái động đất không? Động đất nó trong được không? Đây các bạn thấy không? Chỗ này nặng quá nó cây cỏ nó chay hết rồi, nó chết hết. Cây mùa mưa nó mọc lên hết lại. Mà chỗ này là mùa mưa lên là nó ca nó lên tay nhóc nó caro cái lóc. Nó chê đủ thứ cả. Làm thấy không? Thấy nắng là trời quá này. Quý các bạn xem điện thoại siêu trong rung là cảm nhận như thế nào. Và sẽ đẹp không? Vô đây cho bông mát. Ui. Chỗ này đi bắt ốc được. Ốc rừng ở đây à, có đi kim không? Rồi mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem ủng hộ video của mình và giúp đỡ mình được hơn 1.000 người đăng ký. Chúc tất cả mọi người luôn thành công trong lĩnh vực YouTube của mình nha. Đây vô đây mát. Duy cột điện mà người thấy rõ không? Vì cũng nét lắm ạ. Full HD đúng không các bạn? Đây mình quay chỗ này nha. Đây chỗ này chim bìm bịp nhiều lắm các bạn. Quay các bạn xem chỗ mình bắt được chim bìm bịp không có. Em đi núi. Được không? Này, chim bìm bịp nó chạy vô đây nè. Mình bắt được đem đi núi à. Chứ không có làm thịt ăn. Nuôi làm cảnh các bạn. Nó chạy vô đường này nè, chạy đường này vô đây bắt được. Người ta đặt cá nè, bữa nước ngập người ta đặt cá sặc với con lương với cá chê cá cua gì vô nhóc nữa. Chết không nước không ta đi thăm không. Không có đi thăm mà chết hết đó. Chào mùa này trời rất là nắng các bạn. Buổi sáng mà nắng đi. Ôi. Rồi mình sẽ đi quay con chim bìm bịp nó ăn con kỳ nhung như thế nào các bạn, ăn mùi sống rồi mình đưa các bạn đi thăm rồi mời các bạn xem nha.
Rồi video mình đến đây là kết thúc các bạn ơi. Xin các bạn thấy xem video mình hay thì đăng ký và like ủng hộ mình nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.